Quay trở lại với phần tin 24 giờ qua là các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí. Thưa quý vị, 88 tổ chức quốc tế đã yêu cầu Facebook cải thiện chính sách gỡ bài viết. 88 tổ chức khắp nơi trên thế giới đã cùng ký tên trên một bức thư ngỏ gửi công ty Facebook yêu cầu cải thiện chính sách gỡ bài viết, xóa tài khoản trên mạng xã hội quen thuộc này. Bức thư ngỏ đã lên án chính sách gỡ bài viết hoặc xóa tài khoản trên mạng xã hội Facebook khi nạn nhân bị vu oan là vi phạm các điều cấm kỵ. Facebook chỉ căn cứ trên một số lượng tố cáo nào đó để xóa bài viết và thông tin hoặc gỡ bỏ tài khoản. Trong khi đó, các Facebooker tại Việt Nam đã nhiều lần tố cáo chế độ Hà Nội đã lợi dụng kẽ hở của Facebook để sử dụng những nhóm dư luận viên, báo cáo láo hoặc xâm nhập tài khoản cá nhân thuộc loại thù địch với chế độ nhằm đưa thông tin giả để Facebook gỡ bỏ tài khoản. Việc Facebook xóa bài hay gỡ bỏ tài khoản một cách máy móc đã bị chỉ trích từ lâu và công ty điều hành Facebook cũng đã có một số điều chỉnh. Tuy nhiên, bức thư ngỏ nói rằng sự điều chỉnh này vẫn chưa đủ vì vẫn còn rất nhiều những bài viết bị xóa hoặc tài khoản bị gỡ bỏ vô lý. Thưa quý vị, phiên xử Huỳnh Thục Vy bất ngờ dời ngày vì kiểm sát viên bận đột xuất. Vào sáng ngày 20 tháng 11, một ngày trước phiên xử sơ thẩm nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy với cáo buộc xúc phạm quốc kỳ, Tòa án thị xã Buôn Hồ bất ngờ ra thông báo dời thời gian và địa điểm xét xử với lý do trụ sở đang sửa chữa và kiểm sát viên bận đột xuất không thể thay thế. Thông báo của Tòa án thị xã Buôn Hồ nêu rõ, do trụ sở tòa án đang được sửa chữa không bảo đảm các điều kiện để tổ chức việc xét xử, đồng thời kiểm sát viên tham gia phiên tòa bận công tác đột xuất, không có kiểm sát viên thay thế nên không thể mở phiên tòa vào thời gian và địa điểm ấn định. Phiên tòa sẽ được dời tới hội trường Ủy ban Nhân dân phường An Bình, thị xã Buôn Hồ vào 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm nay. Được biết, cô Huỳnh Thục Vy sinh năm 1985, là một blogger và là một trong những thành viên sáng lập của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, hiện đang sống ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong khi đó, thì Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cũng đã kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc với Huỳnh Thục Vy. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch vào hôm 20 tháng 11 đã ra thông cáo yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam cần hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà vận động dân chủ Huỳnh Thục Vy. Tuyên bố trên được đưa ra ngay trước ngày phiên tòa xử blogger Huỳnh Thục Vy dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 11. Ông Hugh Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của tổ chức này cho hay, trong nhiều năm qua, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã tìm mọi cớ để trừng phạt Huỳnh Thục Vy vì cô này đã vận động không mệt mỏi cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Và giờ đây, họ lại lấy hành vi xịt sơn trắng lên một lá cờ để kết tội cho blogger này. Theo Human Rights Watch, thì tại Việt Nam, hành vi xúc phạm quốc kỳ là một tội trong Điều 276 Bộ Luật Hình Sự. Người bị buộc tội phải đối mặt với bản án tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho hay về dạ tiệc gây quỹ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa có hội thân hữu Thừa Thiên Huế vùng Washington DC. Hàng năm cứ vào dịp tháng 11 mùa lễ tạ ơn, Hội Thân hữu Thừa Thiên Huế đều tổ chức dạ tiệc gây quỹ nhằm giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam. Dạ tiệc gây quỹ năm nay tổ chức vào chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 11 tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fort George, Virginia. Chương trình bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã bỏ mình vì lý tưởng tự do. Sau đó, ông Nguyễn Mậu Trinh, Hội trưởng Hội Thân hữu Thừa Thiên Huế, gửi lời chào mừng quan khách và các đồng hương đã đến tham dự thật đông đủ. Mở đầu là phần văn nghệ là bài hát Thương về xứ Huế do Ban Văn nghệ Hội Thân hữu trình bày như một lời chào mừng, giới thiệu về Huế đến với quan khách và quý đồng hương. Xen kẽ phần văn nghệ là phần gây quỹ. Số tiền gây quỹ năm nay được gần 4.000 Mỹ Kim. Chương trình dạ tiệc gây quỹ kết thúc vào lúc 10 giờ đêm cùng ngày. Chuyển sang bản tin có liên quan đến giải trí, thưa quý vị. Trailer cuối cùng của Aquaman đã được Warner Bros. Công bố. Trong đoạn video này, khán giả sẽ được nhìn thấy hình ảnh hiền mẫu Atlanta, Nicole Kidman thủ vai để chuẩn bị cho Arthur không chỉ trở thành vị vua mà còn là người hùng mà Atlantis cần thiết. Cuộc chiến giữa Arthur và người anh trai Orms do Patrick Wilson thủ vai không phải là một trận đấu đường đột mà theo như những gì trailer hé lộ, thì Aquaman đã dày công tập luyện ngay từ khi còn là một cậu bé
dưới sự hướng dẫn của nhà khoa học Vogel và William Defoe thủ vai. Ngoài ra, trailer thứ ba này cũng có nhiều cảnh thú vị như Arthur lao lên mặt nước cùng với đàn cá heo. Aquaman, đế vương Atlantis, dự kiến sẽ khởi chiếu từ ngày 13 tháng 12 năm nay, tức là sớm hơn một tuần so với Bắc Mỹ. Phim có sự tham gia của các diễn viên Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Tamara Morrison, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen. Thưa quý vị, trong khi đó thì Catherine McGregor đã qua đời ở tuổi 93. Catherine McGregor, người vào vai bà mẹ giàu có nhưng cay nghiệt Harriet Olson trong bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, vừa qua đời vào hôm ngày 13 tháng 11 ở tuổi 93. Theo New York Times, cái chết của bà được xác nhận bởi đại diện cộng đồng về hưu của quỹ điện ảnh và truyền hình. Nữ diễn viên được biết đến với nhiều nhất với vai là Harriet Olson, người được gọi là Olson, vợ một ông chủ giàu có tính cách tộc mạch, đưa chuyện và cay nghiệt trong loạt phim truyền hình Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Bà Olison cũng là mẹ của Nellie Olison, do Olison Akrim đóng vai. Nhân vật được bầu chọn là đáng ghét nhất trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Phim chiếu từ năm 1974 cho đến 1983. Nhưng bà mẹ của cô cũng không kém phần đáng ghét vì không bao giờ bỏ lỡ cơ hội leo lên các nấc thang xã hội hay nói xấu người khác. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho thứ Tư ngày 21 tháng 11 cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, phần dự báo thời tiết được bắt đầu với thành phố Boston. Tại đây, bầu trời chủ yếu là mây với nhiệt độ cao nhất 40, thấp nhất dừng ở mức 16 độ. Gió Tây Nam thổi mạnh với vận tốc từ 20 cho đến 25 dặm một giờ, và mưa trong ngày dự báo chỉ vào khoảng 10%. Tại New York City, bầu trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất 44 và thấp nhất dừng ở mức 23. Gió Tây thổi từ 15 cho đến 20 dặm một giờ, trong ngày khô ráo không có mưa. Washington DC, bờ trời trong và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất 50, thấp nhất vào khoảng 28. Gió Tây thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, trong ngày khô ráo không có mưa. Chuyển sang khu vực Atlanta, bầu trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất 56, thấp nhất 35. Gió Tây Bắc thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và mưa trong ngày dự báo 10%. Orlando tại tiểu bang Florida, khí hậu tuyệt đẹp với nhiệt độ cao nhất 77, thấp nhất dừng ở mức 55. Gió Bắc thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và mưa cũng dự báo chỉ 10%. Khu vực Chicago, khí hậu rất lạnh với nhiệt độ cao nhất 35, thấp nhất 28. Gió Bắc thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và mưa cũng dự báo chỉ 10%. Dallas tại tiểu bang Texas, bầu trời trong xanh với nhiệt độ cao nhất 60 và thấp nhất 40 độ. Gió Đông Nam thổi nhẹ ít hơn 4 dặm một giờ và mưa trong ngày dự báo 10%. Trong khi đó, Houston bầu trời nhiều mây âm u và mưa dự báo lên đến 60%. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 63, thấp nhất dừng ở mức 49. Gió Đông Bắc thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mưa dự báo ngay từ buổi sáng và kéo dài đến chiều tối lên đến 80%. Nhiệt độ cao nhất 49 và thấp nhất dừng ở mức 42. Gió Đông Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Tại San Jose, mưa cũng từ buổi sáng và kéo dài trong ngày lên đến 90%. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 61, thấp nhất 52, gió nam thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Và cuối cùng là tại Los Angeles, khí hậu khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 69, thấp nhất 56, gió đông nam thổi nhẹ ít hơn 4 dặm một giờ. Vào buổi chiều tối, dự báo mưa lên đến 90%. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thi Nhung và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.